Theo qua phần thứ hai là nghe. Ta nghe thì ta sẽ nghe ở những điểm nào? Ta sẽ nghe được âm thổi của nhu động ruột nè, nghe được các nhịp nảy chìm của động mạch. Thì ta sẽ nghe được ở động mạch chủ bụng nè, động mạch thận nè, động mạch chậu nè, động mạch bẹn các bạn. Ở nơi nào mà nó có ở nơi nào nó có luồng di chuyển thì chúng ta sẽ nghe được âm thanh. Thì ở ta sẽ tìm nghe ở vị trí nào, ví dụ ống tiêu hóa từ thực quản cho tới xuống túi trực tràng luôn, thì ta nghe ở cái điểm nào mà nó di chuyển từ ở nơi rỗng sang một cái nơi hẹp thì sẽ tạo âm thanh lớn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nghe cái nhu động ruột. Thì nhu động ruột chúng ta nghe ở đâu các bạn? Chúng ta nghe ở vùng hố trực phải ha. Phải, tại sao mà chúng ta nghe nhu động ruột mà phải nghe ở vùng hố chậu phải? Tại vì ở vùng hố chậu phải nó có van hồi manh tràng, chúng ta dễ nghe hơn các bạn. Bình thường thì nhu động ruột nó sẽ dao động từ 5 đến 20 lần trên 1 phút. Thì ta sẽ nghe nhu động ruột trong 2 phút, sau đó chúng ta sẽ cộng tổng nó lại rồi chia ra làm hai hết các bạn. Thì sau ta sẽ tính ra nhu động ruột trên 1 phút, chứ chúng ta không thể nào mà nghe giống cái này, chúng ta sẽ không nghe giống với nhịp tim, nhịp mạch ha, tim mạch hoặc nhịp thở chúng ta sẽ đếm trong 1 phút thôi. Nhưng mà đối với nhu động ruột chúng ta nghe trong vòng 2 phút, sau đó ta cộng tổng lại, ta chia làm hai ra. Rồi chúng ta xác định ở hố chậu phải các bạn, hố chậu phải là nằm ở vùng này ha, hai gai chậu trước trên nè, thì nằm ở đây là hố chậu phải. Thì ta đặt cái ống nghe vô ta nghe, chúng ta canh đồng hồ ha. Sau khi nghe 2 phút thì nhu động ruột của bệnh nhân là 9 lần trên 1 phút, vậy là nhu động ruột bệnh nhân bình thường các bạn. Tiếp theo ta sẽ nghe tiếng nảy chìm của động mạch chủ bụng các bạn. Để nghe được động mạch chủ bụng, động mạch chủ bụng nằm ở vị trí nào các bạn? Điểm đau thượng vị là trung điểm của đường nối từ mũi kiếm cho đến rốn ha. Thì từ cái điểm thượng vị này chúng ta lật trái chút xíu, đó là ta nghe được động mạch chủ bụng. Theo ta sẽ nghe tiếng nảy chìm của động mạch thận. Thì từ cái điểm mà động mạch chủ bụng đó các bạn, chúng ta lạch xuống khoảng 2 cm hướng trở ra bờ ngoài cơ thẳng bụng. Bờ ngoài cơ thẳng bụng nếu mà ta không nhìn thấy thì đó là đường trung đòn các bạn. Thì tại vị trí này đó là động mạch thận. Tương tự chúng ta sẽ nghe động mạch thận ở bên bên phải. Tiếp theo tôi sẽ nghe động mạch chậu và động mạch bẹn, thì tôi mời chú thẳng chân ra. Đối với nghe động mạch chậu á, thì xác định vị trí như thế nào các bạn? Thì động mạch chậu đó là từ cái rốn chúng ta hạ xuống khoảng 2 cm và lọt qua bờ ngoài cơ thẳng bụng, đó là động mạch chậu. Tương tự đây cũng vậy. Và động mạch bẹn thì chúng ta sẽ rà đài, chúng ta sẽ rà đài vô, rà tới vị trí nào để bắt được mạch thì chúng ta sẽ đặt ống ngay vô tai nghe. Xong coi chương trình. Sau khi mà chúng ta nghe thì chúng ta kết luận là nhu động ruột của bệnh nhân là 9 lần trên 1 phút, không nghe âm thổi của các động mạch ổ bụng. Khi mà chúng ta nghe động mạch chủ bụng và động mạch thận á, thì cho bệnh nhân ở tư thế co chân ha, chống chân. Còn trường hợp mà khi mà mình nghe tới động mạch chậu và động mạch bẹn các bạn, thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân thẳng chân ra. Thì cái thành lúc này thì cái chỗ dùng động mạch chậu và động mạch bẹn á thì nó mới mềm ra, mình dễ nghe.